Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao đúng không? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Về tổng thể, vận thế của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm 2021 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm tổ lộ xuất thiên tài, tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Đinh Mão 1987, nên sự nghiệp của tuổi này nói chung khá thuận lợi. Đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, nên không dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên lảng lòng, bỏ cuộc. Cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm nay, thì đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Đinh Mão 1987 thì không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi thì tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 âm, mộc khắc chế, thái tuế, sửu âm hỏa, nếu không cẩn thận, dễ bị kích động thái tuế. Nên làm mọi việc cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh rắc rối, nếu cầu bình ổn là tốt nhất. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm sẽ là thời điểm gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm nay, bản mệnh có cơ hội hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào các hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Tân Sửu con giáp này không thuận lợi đến chuyện hôn nhân hoặc gia ở riêng. Về chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không, sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Các cặp tình nhân hay là các cặp vợ chồng thì chịu ảnh hưởng của sao quả tú, tình cảm dễ trở nên nhạnh nhạt hay là có cảm giác cô đơn dẫn đến chia xa, chia tay. Thái tuế tài tinh quá vượng cũng sẽ khiến cho Đinh Mão sinh năm 1987 gặp phải kẻ thứ ba hoặc dính phải vận đào hoa ảo nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì tuổi Đinh Mão 1987 cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay thì gia đình dễ có người đau ốm hoặc qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Đinh Mão 1987 không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung vận trình của tuổi Đinh Mão 1987 vẫn còn tốt trong năm nay, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với tuổi Đinh Mão 1987, cần phải có vật phẩm phong thủy, bát bảo tâm kinh, luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Dự đoán tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm Tân Sửu.
năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021 nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh nên mạch kiếm tiền linh hoạt, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Người làm việc cùng nhân viên chính phủ thì ngược lại phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, xử sự khiêm tốn, tránh trong lúc vô tình đắc tội với lãnh đạo, khách hàng, đồng nghiệp xung quanh mà không biết gây ảnh hưởng lớn đến tiền đồ sự nghiệp của mình. Những người hay phải đi xa, làm nghề lái xe đường dài cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi mà cơ thể mệt mỏi, khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Người làm nghề kinh doanh, đầu tư thì cũng gặp phải nhiều trở ngại, chú ý tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng, nên tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh cũng không gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân thì khó tìm được một người như ý, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện kết hôn. Đối với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Bản mệnh cần chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, có ý định tiếp cận mình, không nên quá mức thân thiết ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc, may mắn, mang lại bình an cho người sử dụng. Nam mệnh sinh năm 1987, năm nay gặp thái âm chiếu mệnh, mọi thứ tương đối vừa ý, có thể truy vấn công danh sự nghiệp, cũng có thể thích hợp theo đuổi đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Nữ sinh năm 1987 gặp thái bạch chiếu mệnh, có cơ hội xuất giá, nhưng cần phải cẩn thận các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột, phụ khoa, đi lại đề phòng kẻ xấu. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu, thái bạch quét sạch cửa nhà. Trong năm nay, mệnh chủ cần hết sức chú ý đến vấn đề tài lộc, kiến nghị đeo thêm mặt dây chuyền bát bảo tâm kinh để gặp hung, hóa cát. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 thì vẫn còn trẻ và mạnh mẽ, tài chính sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là tài lộc và công danh sự nghiệp. Trong năm 2021 này, bạn sẽ có một sự phát triển nhanh chóng trong cuộc sống, đặc biệt là thành quả thu được từ những năm trước đó. Sự nghiệp của bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều và những đổi mới, thay đổi dễ dàng thực hiện. Sẽ không có gì đặc biệt xảy ra với mối quan hệ tình yêu, tình cảm gia đình của bạn. Những bạn độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực, sức khỏe sẽ bị giảm nhẹ, vì vậy hãy chú ý đến nó nhiều hơn. Về sự nghiệp của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm Tân Sửu, nhờ có cục diện thực thần sinh tài mà năm 2021 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư thì bạn dễ dàng thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì con giáp này cần phải chú ý, tuy năm 2021 thái tuế không ảnh hưởng lớn đến bản mệnh, song vận may của tuổi Đinh Mão vào năm 1987 thì chỉ ở mức trung bình. Cuộc sống hay là sự nghiệp cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Dự đoán tử vi tuổi Đinh Mão 1987 dễ bị tổn thất tài chính cá nhân, đừng quá lo lắng về điều đó, tình hình sẽ không tồi tệ mà mất ít tiền. Theo lý thuyết phong thủy thì thật tốt khi mà chịu tổn thất tài chính bất ngờ nhưng của đi thay người. Trong suốt cả năm, tốt hơn hết thì bạn không nên đánh bạc hoặc mua vé số, nó không quan trọng nếu làm được điều đó cho vui. Dự báo chiêm tinh của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm 2021 đã báo trước một giai đoạn tuyệt vời về tiền bạc.
tuổi Đinh Mão 1987 sẽ có được thu nhập ổn định, sẽ có đủ điều kiện tiết kiệm. Bạn không nên phung phí vào những thứ xa xỉ và sử dụng thu nhập vào tiền tiết kiệm. Các bạn nên làm việc ở trong các ngành bảo hiểm và bất động sản sẽ sẵn sàng đối mặt với sự biến động trong dòng tiền. Thỉnh thoảng có thể mong đợi một khoản lợi nhuận từ các nguồn không xác định ngoài thu nhập. Để bổ trợ cho thân mệnh của mình, cách tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Đinh Dậu, dương lịch từ ngày 7 tháng 9 cho đến ngày 5 tháng 10, tức từ ngày 1 tháng 8 cho đến 29 tháng 8 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào các tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập đến. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 không nên tiến hành công việc trọng đại, quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần sự tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 sẽ là một năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn vì vận may sẽ thịnh vượng trên mọi nẻo đường và sẽ giành được sự công nhận từ người có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Ngoài ra, những năm tháng tự lập trước đây sẽ mang lại cho bạn một sự gia tăng nhanh chóng và đầy tự hào trong cuộc đời. Xem vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mão 1987 thì mệnh chủ có Tân Kim Thiên Quan tọa Thái Tuế Chính Quan. Trong năm, đường tài lộc khá tốt, bạn sẽ đạt tiến độ cao và không thể nghĩ thế sẽ chạm tới được suốt cuộc đời và thấy được mức tăng lương từ đó. Tuy nhiên thì bạn có thể thường xuyên mất một cái gì đó, có thể là tiền bạc hay là điện thoại di động. Nói cách khác, sự chú ý đặc biệt sẽ dành nhiều cho bạn khi mà đi ra ngoài trong năm nay. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của mệnh chủ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động, sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy gì dễ dàng nhưng cần phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí vòng phong thủy tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc sự nghiệp cho mình. Về tình duyên của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm Tân Sửu, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh nên tuổi Đinh Mão vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Đinh Mão 1987 sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu đến, cần phải chủ động nắm giữ hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Đinh Mão 1987 thì mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Mệnh chủ cần tìm cách để tự mình có cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nếu còn độc thân thì bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trọn đời và sớm được kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Trường hợp xấu, nếu bạn đã trên bờ vực ly hôn thì sẽ được hòa giải trong năm nay. Để kích hoạt cung đào hoa và hòa hợp các mối quan hệ xung quanh mình, mệnh chủ cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Hợi, Mão, Mùi kết hợp với mặt dây chuyền hồ ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp hòa hợp vợ chồng may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Về sức khỏe của tuổi Đinh Mão 1987 vào năm Tân Sửu,
Trong những năm gần đây thì bạn là một người nghiện công việc quá bận rộn để quan tâm đến sức khỏe và có thể gặp nhiều vấn đề về thể chất vào năm 2021. Chẳng hạn như thoái hóa đốt sống cổ, đau nửa đầu, các bệnh mãn tính khác. Trong đó có bệnh dạ dày có thể đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi bạn phải từ bỏ thuốc lá và rượu, ăn ít thức cay. Tuổi Đinh Mão 1987 có thể thường xuyên đến bác sĩ vào năm này, vì vậy hãy chăm sóc sức khỏe của bạn, thư giãn đúng cách, nghỉ ngơi, nếu không sức khỏe sẽ dần trở nên tồi tệ hơn. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm Tân Sửu 2021 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể sẽ tác động một phần, mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch hổ và tang môn hung tinh đại diện cho tai họa tang tóc, họa huyết quang, họa nước, họa lửa. Nên tránh tranh chấp, xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội vì sẽ có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Để mang lại bình an, may mắn, hóa giải những âm khí, uế khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, mệnh chủ luôn luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, bát bảo tâm kinh, chiêu phúc, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Mão Nam Mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, đạt được ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao Thái Âm tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 Nam Mạng Tâm Tân Sửu gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp phải hạn này, có hai đối tượng cần phải lo lắng ở mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Đối với những người khác gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Với những người mắc bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra phát tài phát lộc. Gia đình luôn được vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu tuổi Đinh Mão nữ mạng, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch thì là hung tinh bởi vì sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão 1987 Nam Mạng sẽ gặp phải hạn Thiên La, chủ về sức khỏe tâm lý. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê bình, đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên, cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu, như vậy mới được hạnh phúc. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Cuộc đời của tuổi Đinh Mão thì không được sáng tỏ lắm về đường công danh, nhưng trên con đường phát triển công danh thì lại gặp khá nhiều may mắn. Tuổi Đinh Mão nam mệnh hay lo nghĩ nhiều, ít khi được thảnh thơi, có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, hay lo lắng, thường hay nhận lấy phần thất bại về sự nghiệp. Nam giới tuổi Đinh Mão thì không nên có tự ái vì cuộc đời thất bại. Con đường công danh của tuổi Đinh Mão chỉ ở sáng tỏ ở một thời gian ngắn ngủi rồi vụt tắt. Công danh không được lên cao mà chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Về phần gia đạo được yên vui vào tuổi 36 tuổi trở đi, có ít nhiều sóng gió trong cuộc đời. Nói chung, phần gia đạo được toàn vẹn, công danh trong suốt cuộc đời, ít có cơ hội phát triển được và nếu có thì cũng không được lừng lẫy cho lắm. Về phần sự nghiệp,
có một vài thành công nhưng mức độ thành công đó không hoàn toàn theo dự tính của bạn, tiền bạc hay bị tiêu hụt và mặc dù có cố sức tạo ra nhưng không bao giờ có thể tìm lấy được cơ hội tạo nên một sự vĩ đại cho sự nghiệp và tiền tài của riêng mình. Phải qua tuổi 40 đến 41 thì phần tiền tài mới có được những kết quả tốt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm 2021 này, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.